cái khó lo cái khôn, cái khó lo cái khôn dạy chúng ta một bài học dù ở bất cứ hoàn cảnh khắc nghiệt nào cũng sẽ có cách để thích ứng nếu bạn dám kiên trì với nó. cái khó lo cái khôn, sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt sẽ giúp chúng ta khám phá được những khả năng tiềm ẩn của bản thân cũng như sức chịu đựng áp lực. từ những khó khăn ấy sẽ giúp con người có thêm nhiều trải nghiệm để nâng cao khả năng và thành công. khi bên cạnh bạn không có một ai nữa thì bạn bắt buộc phải tự mình làm hết tất cả mọi việc. cái khó lo cái khôn Chẳng ai ao ước cuộc sống của mình tràn ngập khó khăn, ai cũng ước có cuộc sống bình yên, an nhàn. Thế nhưng cuộc sống từ trước đến nay nào dễ dàng đến thế, đôi khi thử thách đến để kiểm tra độ kiên trì của bạn. Ngẫm kỹ lại nếu cuộc sống không có khó khăn thì sẽ nhạt nhẽo biết bao, chẳng có cái gọi là thử thách, chẳng có cái gọi là mệt mỏi. Những khó khăn cuộc sống mang đến cho bạn chỉ là một bài toán thử thách xem ai kiên trì hơn ai, một chút thử thách mới khiến cho cuộc sống thêm ý nghĩa hoàn cảnh khó khăn giúp chúng ta khám phá thêm nhiều cách để cải thiện cuộc sống tốt hơn. Cuộc đời của Nick Vũ Duy Sích sinh ra không có hai tay, hai chân mà chỉ có hai bàn chân nhỏ thế nhưng không ai biết được trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy Nick đã phải chịu những áp lực nào. Hiện Nick đang giữ chức vụ CEO của tổ chức quốc tế Life with Zhao Lim và là giám đốc điều hành của công ty Attitude East Altitude. Bên cạnh đó, Nick còn là cái tên nổi tiếng, anh tham gia rất nhiều buổi diễn thuyết và là một diễn giả truyền cảm hứng đến nhiều người. Nick đã vượt qua mặc cảm của xã hội, sự chế nhạo để thành công, anh học cách chấp nhận những khuyết điểm trên cơ thể mình. Trong khó khăn anh không nản chí mà học cách chấp nhận và mang những khuyết điểm ấy trở thành điểm mạnh. Nick không chỉ được biết đến là người truyền cảm hứng mà anh còn là người mang đến nhiều động lực cho mọi người. Khả năng của con người không có giới hạn. Ở nhiều tình huống trong cuộc sống chúng ta khó nhận ra được khả năng của bản thân mình là ở đâu cho đến khi bạn bị đẩy đến những khó khăn, mệt mỏi và lúc ấy khả năng của bạn được bộc phát giống như thứ chúng ta theo đuổi vậy, lúc mới bắt đầu luôn mơ hồ và mang đến cảm giác chán nản, bạn không biết bản thân sẽ đi về đâu nhưng cứ đi lâu như vậy, ắt sẽ có đường đi. Khả năng của con người không có giới hạn. Chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc thì thành công sẽ luôn chào đón bạn. Những lúc cảm thấy muốn từ bỏ hãy hỏi lại chính bản thân mình vì sao cố gắng đến ngày hôm nay. Bạn cố gắng vì điều gì? Hãy nhìn những người lao động vất vả ngoài kia, mọi người đều có thể làm được vậy thì tại sao chúng ta lại lười biếng? Trong khó khăn chúng ta sẽ biết được mình mạnh mẽ đến như thế nào. Nếu không tự mình tìm cách vượt qua vậy thì ai sẽ là người giúp chúng ta đây? Không có một ai ngoại trừ bản thân bạn. Hãy nhớ rằng, người khác có thể cho bạn lời khuyên nhưng người đưa ra quyết định vẫn là bạn. Khó khăn giúp con người mạnh mẽ hơn. Những đứa trẻ đều khao khát có thể trở thành người lớn một cách nhanh chóng nhưng khi trở thành người lớn rồi chúng ta đều muốn nhỏ lại. Cuộc sống của người trưởng thành không màu hồng giống như phim ảnh, mọi sự ảo tưởng của chúng ta đều tan vỡ. Nếu ngẫm lại kỹ một chút chúng ta sẽ thấy bên cạnh những khó khăn ấy, cuộc sống luôn mang đến cho chúng ta những món quà. Ví dụ như khi bạn đi làm mệt mỏi, áp lực thì khi nghĩ về gia đình luôn ở nhà mong đợi bạn trở về, bạn lại có thêm động lực để làm tốt hơn. Ví dụ như khi bạn đang chán nản và được một ai đó động viên, cổ vũ tinh thần bạn sẽ cảm thấy yêu đời hơn. Những điều tốt đẹp vẫn đang ở phía trước và đợi chúng ta đến khám phá, thế nên đừng ngại cho bản thân cơ hội để phát triển hơn bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn và trước khi những điều tốt đẹp ấy đến bạn bắt buộc phải trưởng thành bạn phải chịu đựng những khổ đau